Xin chào mọi người, hôm nay mình có dịp đến chùa Thạch Phúc Vạn Thành. Chùa này nằm tại phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Một chùa rất là lớn. Trước chùa là cái hồ có một chút mặt bạc mới đặt. Cái hồ rất là lớn, rất là đẹp. Chùa này có ông Phật ngồi rất là lớn, lớn nhất ở Đông Nam Á. Đó, đây là đường vào chùa. Đó, trước mặt chùa là các bạn thấy đó là một cái hồ rất là lớn, rất là đẹp, rất là mát. Bây giờ mình cùng mấy bạn vào trong chùa để quan nha. Mình sẽ quay chi tiết hết cho mấy bạn coi chùa này nó lớn như thế nào. Đây, trước mặt mình là vào chùa, ông Phật ngồi rất là lớn. Bây giờ mình sẽ vào chùa quay chi tiết. Rồi, mời mấy bạn cùng mình vào tham quan chùa nha. Đây là bãi đậu xe. Xung quanh đây là khuôn viên của chùa. Bắt đầu mình tiến thẳng vô chùa, sẽ quay chi tiết cho mấy bạn coi. Rồi, cùng mình vào nhé. Có nguyên ra trắng lễ không? Giờ mời mấy bạn lên tầng trên với mình.
lên trên này mình quan sát toàn bộ cái trên cao nhìn xuống rất là đẹp. Đây là bậc thang để lên trên sân thượng. Lên trên này thì ngắm xuống những cái hồ là hai cái đường hai bên rất là đẹp, lên đây rất là mát. Đây là thành chiều cửa. Trên nhìn xuống trước mặt là bãi những xe đi lại cái hồ. Còn đây là tượng Phật ngồi. Trước mặt mình mấy bạn thấy có một ông tượng đang ngồi đó. Bên này người ta đang xây chưa xong, chỉ có khuôn viên này rất là rộng mà chỉ có mới xây xong ông tượng Phật ngồi này thôi. Còn bên kia là Phật Di Lạc. Ông tượng Phật Di Lạc thì bên kia chưa xong. Bên kia có Phật Di Lạc này, hang đá này, nói chung là khuôn viên rất là rộng. Nhưng mà chỉ có hiện tại giờ là chỉ có mới xong được 1/3, còn 2/3 nó chưa xong, chắc dự kiến phải mấy năm nữa. Nếu mà xong cái chùa này hoàn thành xong xuôi, làm xong thì rất là lớn, rộng lắm. Dãy nhà này là dùng để nuôi cô nhi viện, những trẻ mà bị bỏ rơi đó, chùa mang về nuôi. Ở trong này cũng có mấy trăm người, trong này mấy trăm đứa bé trong này. Nếu có dịp nào mấy bạn có đi ngang qua tỉnh Phước thì mời mấy bạn ghé thăm chùa Quốc Vận Thành nha, nằm ngay thị xã Bình Long, tỉnh Phước, thuộc phường 9, bên sát bên chùa là
có một cái hồ rất là lớn, rất là đẹp. Thôi, vậy mình mời các bạn có dịp ghé thăm nha.